Hôm nay anh em mình tiếp tục khởi công cho một mỏ hồ cá coi khoảng 40 khối tại Biên Hòa, Đồng Nai. Ở khâu đầu tiên này thì anh em mình triển khai cho máy múc vào đào hồ. Máy múc xong thì anh em mình tỉ lại để làm lại cái hình dáng của hồ cho nó chuẩn hơn. Về cơ bản thì mỏ hồ này thì nằm bên cạnh nhà thủy tạ, có hình dáng uốn lượn như kiểu hạt đậu anh em. Phần giữa là sẽ làm một nhịp cầu để tiện di chuyển qua lại. Dự kiến hồ hoàn thiện là sẽ sâu khoảng 1 mét. Còn đây là một buổi đi ống lọc của hồ cá coi mà anh em mình đang triển khai. Với thể tích của hồ khoảng 40 khối nên anh em mình cần tính toán và đi cho thật chuẩn về hệ lọc để đảm bảo yếu tố là vận hành tốt nhất. Tất cả hệ ống lọc này thì được anh em mình cho âm hết dưới lớp đáy bê tông. Về cơ bản, lớp bê tông này thì được đan bởi hai lớp sắt 10, đan 15. Các thanh sắt thì cách nhau tầm khoảng 15 cm. Khi đổ bê tông nó sẽ áo lại và ôm trọn lớp ống lọc, giúp cho lớp ống lọc được bảo vệ một cách tốt nhất. Về kích thước của hồ chính thì có chiều dài là khoảng 10 m, chiều rộng 3 m, và hồ lọc có chiều dài là 2 m và chiều rộng là khoảng 4 m. Hồ thì có độ sâu rơi vào tầm khoảng 1 m. Về hệ đường ống lọc của mỏ hồ cá coi 40 khối này thì bao gồm có 3 hút đáy phi 90, 2 hút mặt phi 60 và 2 hút lẫn phi 60. Tất cả tập kết hết và ngăn lắng. Hệ lọc thì cơ bản được chia làm 4 ngăn. Ở ngăn đầu tiên thì đặt là đèn UV và chổi để lắng phân. Ngăn thứ hai là siêu mát. Ngăn thứ ba là cái nest để nuôi vi sinh cho hồ. Ngăn cuối cùng là ngăn bơm được tăng cường thêm một ít sứ thanh nữa để tăng thêm hiệu suất lọc tinh. Hồ này thì dự kiến dùng 20 bơm thôi luôn với công suất là 60 khối trên giờ và một cái bơm lên thác với công suất là khoảng 25 khối trên giờ. Như trên màn hình của anh em là hồ bắt đầu vào công đoạn xây tường thành. Đối với một số mỏ hồ cá coi có thể tích lớn từ 10 khối trở lên, đặc biệt là một số mỏ hồ cá coi có hình dáng uốn lượn không vuông vức, thì việc ngăn cốt pha để đổ bê tông tường thành dường như nó cũng sẽ khó hơn. Nên trong cái trường hợp này mình gợi ý cho anh em một cách thi công. Về cơ bản, trong quá trình đang sắt để đổ bê tông dưới đáy hồ thì anh em nên tiến hành bị công sắt lên trên thành luôn chờ sẵn đó. Như trên video của mỏ hồ cá coi 40 khối nhà anh Hậu ở tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai trên màn hình này anh em. Tiếp theo là sẽ xây thêm hai lớp gạch ống uốn lượn theo hình dáng mà định sẵn của hồ. Khoảng cách giữa hai lớp gạch này rơi vào tầm khoảng 15 cm là đẹp. Đồng thời anh em nhớ đan sắt 10, đan 15 và sau chỉ việc cho đổ bê tông tường vào khe của hai lớp gạch ống này. Khi có kết cấu sắt chờ sẵn đó sẽ làm cho bờ tường thành nó chắc chắn và vững vàng hơn. Với phương pháp xây tường gạch ống để làm khung đổ bê tông tường thành như thế này một phần nó sẽ đảm bảo được yếu tố là tường thành chạy bo tùy thích theo ý của gia chủ, ngoài ra đảm bảo được kết cấu vững chắc cho hồ, chống thấm an toàn. Còn đây là hình ảnh của hồ vừa mới xây dựng phần thô xong. Giờ anh em mình đang cho xây thêm phần ta luy để chuẩn bị cho khâu tiếp theo là lắp đá trang trí. Hiện thì hồ vẫn đang trong quá trình là hoàn thiện. Mình sẽ tiếp tục cập nhật tình hình hồ ở những video tiếp theo. Anh em nhớ đón xem. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.